trời chim én liền. Chết chết chết, cái... tên là phô quá, khát quá, khát phô quá. Chú lại còn bóc mẽ cả tôi nữa. Yêu đời quá. Ừ, này, thế là bây giờ là bác định chuyển hẳn sang kinh doanh ăn uống thế này không? Không, 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 ngày Tết ngày nhất, bà nó bảo là bán thêm một ít mặt hàng như thế này cho nó phong phú. À. Ừ, đây này, mức Tết, chú cầm với một hộp về thắp hương. Ê, thôi, thôi. Vợ em là nó cũng chuẩn bị cũng hòm hòm rồi. Thế bác, bác cứ để đấy mà. Cái này có vẻ ngon đấy, thơm lắm chú ạ. Sao? Ơi. Này, nhưng mà cái vấn đề là an toàn thực phẩm bây giờ Tết nhất là phải cẩn thận lắm đấy nhá bác nhá. Cái đó phải rõ nguồn gốc đấy. Cái đó chú khỏi lo. Đây rồi, đây này. Người ta ghi có cả một trong những cái công ty rất là nổi tiếng của nhà nước đây này. Ừ đấy. Đấy, chú đọc thấy chưa? Đấy. Thế này chắc là an toàn rồi, đúng vâng. không? Đấy. Chứ bây giờ em nói bác nghe chứ. Mình bán như này cho phục vụ cho bà con hàng phố. Ừ. Nhỡ mà vớ phải cái đồ mà nó không rõ nguồn gốc ấy mà. Rồi đến lúc người ta ăn uống vào người ta còn bị làm sao rồi, mang tiếng rồi đấy. Này, tôi bán thêm cả cái này nữa đây. Ô mai chú ạ. Ô mai. Ngày Tết trong gia đình mình không thể thiếu được cái hộp ô mai. Mơ gừng à. Ừ đấy. Này. Hả? Mứt này đóng hộp rồi nó có tem mác đàng hoàng. Ừ. Mà mình vẫn còn phải cẩn thận. Ừ. Chứ đừng nói đến ô mai này là phải chú làm gì mà cứ lo thế. Không phải, bởi vì là bác biết là sản xuất cái ô mai này nó như thế nào không? Như nào? Đúng quy trình của người ta là cái quả ấy, cái hoa quả ấy, ừ. là người ta phải cho vào lò người ta sấy à. Cho nó rút hết nước ra, nó quắt lại sau đó mới tẩm ngâm tẩm ở trong một cái môi trường phải sạch sẽ. Đúng rồi. Bác đấy, thế bác không nghe đài à? Sao? Đấy, có một cái cơ sở đấy. Ừ. Bác biết người ta làm thế nào không? Làm nào? Nào, hoa quả nhá. Rồi. Để nó ung nó thối ra. Ui rồi. Nó đào một cái hố. Rồi. Đó, nó giải ni lông. Rồi. Đổ hết cả xuống đấy. Ui rồi. Để xong rồi ngâm với nước muối. À. Để cho nó quắt lại. Ui rồi. Sao lại làm mà, thế được? Mà chưa hết nhá. Ừ. Cái cơ sở đấy xung quanh ấy, mà cái chỗ nó đào ấy, toàn là nước thải mới cả nó chảy xung quanh ở bên. Ui thế rồi. Mà nó làm cho người ta ăn được. Chết. Sao lại có thể làm như thế được? À. Thì họ không có lương tâm mà, không có đạo đức à? Ôi trời. Ai lại vì lợi nhuận mà làm như thế? Ăn vào ngày Tết thì có phải là mất vui không? Thì bà con nhà mình thì cứ thấy nó bày ra bán như thế thì cứ khuất mắt trông coi về là tỏm thẳng vào mồm ăn chứ có phải là xào nấu gì đâu. Chết thật. Đấy. Bây giờ vì cái lợi nhuận mà người ta làm như thế, bỏ qua đến cả tính mạng của người tiêu dùng, thế thì ai mà chịu đựng được? Chứ còn sao nữa, bây giờ em nói cho bác nghe này, ngày Tết ngày nhất thì nhà ai mà chả có bánh mứt kẹo ô mai rồi chè ở đấy, còn cả chè nữa. Đợt vừa rồi đấy, dùm beng lên cái vụ chè bẩn đấy. À, tôi biết rồi. Cái vụ chè nó là thế này này. Cái vụ chè là do một cái số đối tượng đấy, họ phá hoại cái ngành chè Việt Nam, họ thu mua những cái loại chè rất là bẩn, thậm chí cho đất này, cho lân kali vào, miễn sao nó nặng lên là được. Đấy, bà con ta thì hám lời, bán. Thế còn cái đám kia thì nó cứ phải bẩn nó mới mua. Cứ phải bẩn nó mới mua. Thế ai nó làm là đi thế mua là mua chè bẩn bao giờ? Thế mới gọi là phá hoại mà. Tôi tìm hiểu tôi biết rồi, nó phá hoại cái ngành chè Việt Nam. Nhưng bây giờ họ đã tẩy chay những cái việc đấy rồi, họ cấm không cho tiêu thụ những cái loại hàng như thế để trả lại tiếng thơm cho chè Việt Nam rồi. Đấy, à, đây rồi, tôi có cái này cho chú. Cái gì đấy? Quý lắm nha. Cái này là xuất xứ, có xuất xứ, có ngọn ngành. Rồi rồi. Yên tâm mà uống. À này, thế nhá, nhớ là uống Tết nhá. Dạ vâng. Thưa em, ngó tôi cái hàng cái nhá. Tôi vào trong nhà tôi dọn cái đống của cái con mèo nhà ông Quân hôm qua. Thế nào mà nó lại bính ra đúng đầu giường của tôi, có khổ không có chứ? Chết. Mèo nhà ông Quân à? Mèo nhà ông Quân. Nhưng mà có đúng không? Bác có đã tìm hiểu xem là con mèo có rõ nguồn gốc không? Ui giời ơi, chú lại bị cái bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm nó ngấm rồi hay sao thế? Mèo nhà ông Quân tôi biết mà. Trông hàng cho tôi cái nhá. Vâng, vâng, có vâng, gì vâng. Ới tôi nhá. Vâng, vâng. Chả có tem có mác gì mà lại biết rõ nguồn gốc à? Bác Phô ơi. Bác Phô. Ai hỏi bác Phô đây? Bác anh bác Phô đi đâu ạ? Bác đi vừa chạy vào trong nhà có tí việc. Thôi thế ạ, vừa em ngồi chờ vậy. Đây đây, chú ngồi đây. Vâng. Lăn. Tẩm đúng không? Sao? Đúng tẩm không? Sao anh biết em? Vâng, em tẩm con mẹ ướp đây ạ. Bơm đây. Đúng rồi, anh bơm. Ui giời ơi. Lâu quá rồi, vâng. 20 năm rồi còn gì nữa, vâng, không? Đến quá chứ còn gì ạ? Thôi. Thế sao anh ở đây ạ? Ờ kìa, thì công ty mình ở đây mà. À đây ạ? Ừ. Còn thế dạo này anh làm gì? Ờ thì cũng nhìn nhàng có mở cái gara, kiếm đồng sản được phải. Ui giời ơi, mở gara mà anh lại bảo là nhìn nhàng. Mở gara bây giờ là nhất đấy anh ạ. Ừ thế này,
Thế nhưng mà quan hệ thế nào với bác Phô mà lại... Thì em vẫn đưa hàng cho bác Phô mà. À thế à? Vâng. Thế sao tôi ở đây thường xuyên mà sao không thấy chú nhỉ? À, một tháng em đưa có 2 lần thôi. À. Mà em toàn đến buổi tối. À, tối thì tôi dọn hàng rồi. À. Thế tình hình anh làm ăn thế nào? Thì đấy, thì cũng có mở được, gom được tí chút vốn. Vâng. Mở cái gara đúng cái nghề gia truyền ngày xưa mà. Ui trời ơi, thế thì hay quá, gì nữa. Anh ạ. Hả? Em ấy chỉ là báo cáo với bác thế này. Thì cũng đang đi tìm bác để báo cáo. Là sang tháng ấy, thằng cu lớn nhà em ấy là nó lấy vợ. À thế à? Ui giời, đã lớn thế rồi cả. Vâng. Lấy vợ rồi cả. Vâng, nó lấy lần 2 rồi. Thế sao, thế vợ nó ở đâu? Thì con vợ nó ở xã bên. À. Đấy, thì bây giờ tiện gặp bác đây nhá. Mà bác lại đang là hành nghề gara. Thì bác xem bác có cái Toyota nào bác thuê hoặc là bác mượn cho em để cho cháu nó đón dâu. Có cái Toyota màu trắng để đón dâu mà, xe hoa. Màu trắng à? Vâng. Nhưng mà Mi Pha thì không có cái nào màu trắng cả, toàn màu xanh ngọc với cả xanh coban. Hay là Thống Nhất. Nếu mà Thống Nhất thì có màu trắng, được không? Không, có ô tô cơ mà. Ô tô cơ mà. Toyota là ô tô cơ mà. Ô tô để đón dâu cơ mà. Ôi giời ơi, chú nói chả rõ. Nhưng mà khổ quá, tôi sửa là sửa xe đạp. Xe máy cũng chả sửa được, đi đâu ra ô tô mà chú. Thế sao bác lại bảo là bác có gara? Ơ kìa, thì sửa chữa thì chả gọi là gara thì gọi là cái gì? Đây này. Ơi. Công ty của tớ đây này. Vâng. Bác nói thế làm em lại mừng ngụt cho bác. Thôi, tưởng bác mở gara thì tốt quá. Này, thế là mấy đứa? Thằng lớn đấy thì là lấy vợ rồi. Em là 2 đứa. À, 2 đứa. Vâng. Có gì đâu anh. Ôi, chết. Hết nước như thế này. Thôi đợi. Đây. Không uống nước chè nữa, cồn ruột lắm. Có cái tang này. Này, yên tâm. Trông không tem không mác thế này thôi nhưng mà tớ biết rõ nguồn gốc. Yên tâm. Nhưng quý mà... lắm đấy. Từ cái đợt mà em bị ngộ độc vì uống phải rượu đều ấy. Ừ. Thế là đi cấp cứu. Lần đấy về là hạn chế luôn. À, nói đây đây này. Này, thế cái tổ nhoét của chú dạo này sinh hoạt có đều không? Thì đấy. Bọn thằng Tuấn Thông này, Hưng Cát này, Tú Mẩu này ra đấy nào rồi? Thì đấy, cái tổ nhoét đấy là giải tán rồi. Sao thế? Tuấn Thông thì bây giờ bị gút. À. Hưng Cát thì tiểu đường. Úi giời. Thế còn Tú Mẩu thì cắt dạ dày. Chết. Còn mỗi mình em thì bác bảo uống với ai? À, thế cho nên là em hạn chế lắm. Thì cũng là do cái anh này đấy hả? Vâng, là do anh rượu đấy. Uống không rõ nguồn gốc nó thế đấy. Vâng. Đây là cái này là cũng của người quen. Thế ạ? Người ta biếu. Vâng. Yên tâm nhá. với tôi cái 2 cốc to. Chơi cả cốc to thế. Thế cho nó lên cho nó nhanh. Đi đến đâu biết đến đấy anh ạ. Được đấy. Mà lại... chết thật bây giờ. Uống là phải ăn. À vâng vâng. Nhấm nhắc thế. Chết lại cứ sách như ngày xưa. Chết lại chết lại hại lắm. Kẹo lạc. Úi dồi ôi. Uống rượu mà lại chơi với cả đồ ngọt. Úi dồi ôi. Thế lên nó mới nhanh chứ. Thế này còn lên nhanh hơn cả tàu ngầm ấy. Vâng. Đấy. Mày yên tâm đi. Kẹo này là rõ nguồn gốc. Tớ biết cái gốc, nguồn gốc của cái lạc này mà. Chú lót luôn đi. Đấy. Thế nào? Thế chú bảo là chú hay đưa hàng cho bác Phô này là đưa cái gì? Em đưa mực. Chè. Mực. Đưa mực. Mực tôi nhớ là quê chú là ở cái vùng bán sơn địa mà là trung du trực tiếp cơ mà thì sao lại có cả mực? Một vâng. Nắng, một nắng hay là mực khô? Không, em vẫn đưa mực cho bác. Bác Phô ở đây là một tháng là 2 lần. Ừ. Mà em toàn đưa mực vào buổi tối thôi. Ừ, đúng không? Vâng. Mực gì? Tôi hỏi mực một nắng hay là mực khô? Ừ. Mực của bác Phô bác ấy vẫn làm thế này. Bác Phô ngày nào bác chả làm mực. Một cười này. Ông ngồi bán hàng nước ở đây tôi lạ gì? Làm gì tôi có bao giờ thấy ông bán mực bao giờ đâu. Không, em không nói là bác ấy làm mực. Mà em nói là bác ấy không phải là bán mực mà không phải là làm mực. Mà bác ấy hành nghề bằng mực ấy. Chú nói tôi chả hiểu cái gì. Thôi uống đi. Mực gì? Anh, sao thì từ cái hồi đấy mới có mấy chục năm mà sao lại đầu óc anh lại lẫn cẩn thế nhỉ? Sao lại lẫn cẩn là lẫn cẩn thế nào? Em nói là làm mực. Là cái mực để bác ấy làm. Thì thế này anh lại cứ suy luận ra là mực một nắng với cả là cả mực tươi với mực khô thì anh nghĩ em thế nào ấy? Ồ,
hay thật, chú lạ quá nhỉ. Em nói là bác phô là em đưa mực cho bác phô để bác ý in mực photo này. Thế mà anh lại suy ra là mực bột nắng với cả mực khô. Ôi giời, chú nói như thế thì bố thằng nào mà hiểu được. Cái mực photo thì chú bác nói là cái mực để bác cho vào cái máy rồi photo ấy gì. Vâng. Thế thì nói luôn là mực thế photo. Thế anh lại bảo thế hiểu sai lung tung. Ủa đi, ủa đi. Ngậu rè rồi nhá, hết rồi đấy. Nhá. Ba mà, anh không? Anh bơ mày. Hả? Em nào lại là em thấy anh là có vẻ béo tốt mà trông phô pháp ra đấy, đầy đặn. Đầu tớ vẫn thế mà. Thế là thế thế nào mà. Mà này, lần sau ấy, ví dụ mà có muốn bảo là tớ dạo này có da có thịt mà trông nó phương phi béo tốt thì trước đấy phải nói mà trộm vía bác chẳng hạn. Đấy. Là có da có thịt đấy, phải nói không, thế. Không, 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 không ai nói là trộm vía cả. Cái trộm vía ấy là chỉ dùng cho bọn trẻ con, bọn bé bé. Chứ chẳng nhẽ bác em nói bác trộm vía là bác lại thích em ví bác là thằng trẻ danh à? Chú lại nói thế. Thế không nói thế thì thế nào, bác biết tính em rồi. Có thế nào là em khen như thế. Bác béo là em bảo bác béo, bác đầy đặn em bảo bác đầy đặn. Không, tôi vẫn thế mà. Mặt bác trông mừng cái này cơ mà. Mặt bác mừng cực kỳ mừng ấy. Không, không nói thế ai đó mặt mừng. Không, khổ quá, mưng thì em bảo là mưng. Ngày xưa nhá là bác còn gầy, không biết là hồi anh em mình khổ hay là anh em mình sướng như nào, hay là tinh thần hay là đói ăn anh nào. Nhưng mà má bác hóp bây giờ, má bác đầy và trông mừng lắm. Lại say rồi. Ai bảo bác là em say? Nào. Say sao nói năng thôi, bác ơi. Chú bảo mặt tôi mừng chả say là gì? Thế có đúng là mặt bác mừng không? Mặt rồi. Bác mừng rõ ràng đây này. Bác đừng có chỉ bắt không chú là ám chỉ này. Chú bảo mặt tôi bảo là tôi bảo là tôi trông mặt ngu gì không phải em không bảo bác ngu. Đừng có chỉ cái này bé này ít tuổi nhá, đừng ấy nhá, đừng có chỉ mặt như thế là láo đấy nhá. Ngồi nói chuyện người lớn cho nó đàng hoàng. Chẳng qua nhá là hồi đầu tiên gặp ý, thấy thì là gọi là bằng anh từ đầu thì bây giờ phải gọi thôi. Ông còn kém tôi 2 tuổi nhá. Mày xin lỗi, mày sinh năm mày sinh năm bao nhiêu mà mày bảo mày hơn tuổi tao này. Thằng này sinh năm 62 nhá. Mày 62. Cái loại sinh năm 64 mà đừng kém 2 tuổi của các ra. Ai ai lịch sự ai, thì người ai, ta là ai bảo là mày, anh. Ai bảo mày là tao tuổi thìn hả? À? Ai bảo mày 64? Ủa mày 62 mà đầu năm thế này. Thằng này mùng 1 tháng 1 dương lịch nhá. Ôi giời, này thế nếu mà nó thế còn, thì tao là tuổi này mụ là còn chưa sang cả năm âm. Đúng mày, thế là tuổi âm mày là mày còn kém. Này. Ôn này. Này mày bắt đầu tao mời mày chơi mày mày à? Này, đây, mời mày chơi. Chú bơm. Trời ơi, không phải. Trời ơi, làm cái gì thế, sao lại du nhau đánh nhau ra thế này? Nó tao cái nó lao. Thì là chú để đấy, khổ quá. Này, ôn con. Chú ở đâu đến đây mà lại gây chú sự? Cháu đi, ông lui ra. Này. Này chú nhớ là riêng mày kém tuổi nhá. Mà này, tôi chết rồi. Này, ông cứ lớn tuổi nhá, mày đừng có hỗn nhá, thằng hỗn. Này, chú tẩm đúng không? Chú tẩm đúng không? Mày gọi hội đúng không? Này, chú tẩm. Này, cái gì làm sao phải gọi hội? Okay, làm sao phải gọi hội? Khổ quá, nào, chú tẩm. Chú không nhận ra tôi à? Hả? Bác phổ. Thì đây chú tẩm bác đây phổ. Chính là cái chú mà vẫn giao mực in cho tôi đây này. Thì đấy nó vừa bảo thế nhưng mà nó ngồi nó cũng là người quen cũ của em đấy, em nói bác nghe đấy. Thế mà làm sao mà các chú có chuyện trò thế nào mà lại lôi nhau ra đánh nhau thế này? Mày mày sao lại uống rượu? Hả? Thì rượu đâu ra mà uống? Rượu của bác bên gì nữa? Rượu nào? Cái xe rượu tôi cho chú uống Tết đấy à? Vâng. Ôi giời ơi, tôi bảo chú để Tết uống thì tại sao lại lôi ra uống bây giờ? Bác ơi, mà uống chén rượu chén chè vào bây giờ để sao mày ra chuyện như thế này? Tại sao lại cứ phải để dành đến Tết mới được uống? Ôi giời ơi, tôi chết. Em nghĩ đơn giản là cái chai rượu đâu gặp nhau. Đây này. Đây à? Đây này. Ôi giời ơi, tôi khổ quá. Đây này. Cái chai rượu này chính là cái chai rượu chú cho tôi 2 năm về trước đây này. Đấy, uống rượu uống chè thế nào mà bây giờ bốc đồng lên đánh nhau thế này. Chai em biếu quá á. Đây, cái lần đầu tiên chú đến giao hàng, chú bảo là chú có chai rượu quý, chú biếu tôi. Tôi để cất lên 2 năm rồi, tôi mới mang ra tôi uống. Mà tôi có dám uống đâu, già rồi, uống rượu không tốt. Tôi cho chú bơm, bảo để uống Tết. Sao lại chết? Bác ơi, cái chai rượu này là của cái thằng hàng xóm nhà em. Ở trên xã, thằng ý nó chuyên pha chế rượu lậu. Ui giời ơi, thế hóa ra là chú biếu tôi rượu đẻo à, rượu lậu à? Không, cái đợt đấy là em xuống em chào hàng bác, cái mực in ý. Thế thì em muốn lấy lòng bác thì là em biếu bác chai rượu. Ui giời ơi, thế chú lại biếu rượu lậu, rượu đẻo. Không, mà rượu lậu, rượu đẻo mà nó vẫn làm thế à, để tôi xuống tôi cho nó một trận. Ôi không, bị bắt đi tù rồi. Ui giời ơi, sao lại bắt đi tù? Bởi vì là...
người ta uống rượu của nó, người ta bị ngộ độc. Úi giời ơi, thế là chết với mấy người. Úi giời ơi, thì công an là bắt nó đi tù. Úi giời ơi, sao bác không uống luôn từ hồi đấy? Úi giời ơi, may phúc tổ cho nhà tôi. Tôi mà uống cái này 2 năm về trước, có khi bây giờ tôi ngủm củ tỏi rồi. Thế là rượu của chú biếu tôi bây giờ chính chú uống nó mới như thế này chứ gì. Úi giời ơi, có làm sao không? Hả? Đừng có làm sao không? Đây nhá. Ôi, đừng có phun ra đây nhá. Nào, nào. Thôi. Này. Chưa đổi bác ơi. À, sao? Chưa đổi em. Tất nhiên em thấy người em làm sao? Ôi giời ơi. Mới chết rồi. Ôi giời ơi. Này này, chú bơm trông của tôi hàng nhé. Đi vào trong này. Nghỉ tạm cái đã xem nó thế nào. Ôi giời ơi. Qua đó. Qua đó tí nó gừng cho uống à. Ba cái đuổi dành mấy xu rượu vào. Này. Qua vô vợ. Đấy. Chú có thấy không? Đấy, rượu chè không có tốt đẹp gì cả đâu. Rồi à. Nhưng mà là em nói thật bác, cái thằng bất dạy. Tôi nói nó đi thôi này. Kể cả tôi nói ông nhá. Ông nó bảo nó lại đi, nó bảo ông là bảo là cái gì này, sao này, không này. Uống cách đây 2 năm đi này. Thế mà thế không này. Uống mới thọ được thêm 2 năm nữa đấy này, nhá. Chú bớt chú ông tôi gì với tôi đấy hả? Cái gì? Chú uống bao nhiêu chén thế mà bây giờ không nhận ra cả tôi nữa mà ông tôi thế nào đấy hả? Chú có còn coi tôi là anh ấy không mà chú có thôi rứt đầu lắm. Ok này tôi chết rồi. Ôi trời, sao phô sao phô bác phô đúng không? Đúng. Chết thôi, em xin lỗi bác. Sao? Chết đấy. Đau bụng à? Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Thế lại là vì cái rượu này rồi. Đúng là rượu lậu, rượu đèo rồi. Chết.